Ngày 2 tháng 12, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân 63 tuổi, ngụ Tiền Giang, bị áp xe buồng trứng, nhiễm trùng nặng. Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, nhịp tim bệnh nhân rất nhanh. Hình ảnh siêu âm ghi nhận nhiều ổ mủ trong bụng, dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết nặng, cần tiến hành phẫu thuật ngay. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, chủ nhiệm bộ môn sản, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, trước tình huống cấp bách, ekip đã lập tức khởi động phương án xử lý ngay trong đêm. Ekip mổ gồm bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, ngoài ra còn có sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ca mổ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, bác sĩ của hai bệnh viện đã phát hiện trong khoang bụng bệnh nhân có gần 2 lít dịch có mủ xanh đặc, rất hôi, buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái bị phình to 15cm, chứa toàn mủ đặc, dính sát vào đoạn cuối của ruột già. Các bác sĩ đã cắt toàn bộ khối áp xe và phát hiện mảnh xương cá dài 3,5cm như một chiếc gai đã đâm xuyên ruột chui vào ổ bụng. Sau khi lấy xương cá ra, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị tổn thương ruột. Đến sáng ngày 2 tháng 12, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.